làng xóm. Nói chung là vỗ òa lên, mà vỗ tay rồi hoan hô rồi văn toàn vô địch như thế này. Nó bảo tôi mà trong khi đó bảo là tôi không thể nói lời được, vì lúc đấy là cảm xúc nó trào lên cả một cái cảm giác mình khó tả lắm. Mà nước mắt cứ tự chảy ra đấy, nước lạnh vô vô rồi cái mấy đứa cháu ngoài chứ bây giờ bác yên tâm thắng rồi không sợ rồi. Còn 3 phút cuối cùng mà không dám xem, cứ nhảy nhảy bên ngoài mà không dám vào xem. Tổng cộng cho đến thời điểm này hai cô chú đêm qua ngủ được mấy tiếng? Nói thật ra ngủ 3 giờ ngủ thì tầm khoảng 5 giờ kém nữa Đài Loan không ngủ rồi. Ngủ được sâu đâu, ngủ ngoại làm kiểu nó cứ bồi hồi cho nó vẫn kiểu cảm giác như là vẫn lúc nào vẫn như là vẫn xem bóng đá ấy. Tối hôm qua khi mà Toàn gọi điện về nhà thì câu đầu tiên em nói với bố mẹ là gì ạ? Gọi điện về nhà thì con trai thì vẫy mà con chào mẹ, mà con trai hôm nay phấn khởi nhớ mẹ là mê bảo con được vào sân ghi bàn cái này đúng ý mẹ nhớ ra con cười con bảo chứ linh cảm của mẹ tốt thế cả, bây giờ linh cảm của mẹ tốt rồi. Tôi bị giơ tay lên bảo chào con trai của bố, vì hôm nay con đã là một người hùng thì con trai tôi bảo chứ con cảm bố thì lúc đông người quá. Vì mỗi người chỉ nói được một vài câu thôi, chứ không thể nói được lâu được, vì là đông người ai muốn chào em nó để nói đó, nói vài câu mà. Cho nên cứ chào tôi xong đến lại anh em xung quanh, cứ chào xong Toàn thì các anh chào, thì cảm ơn, đuổi tay cảm ơn sướng. Vì thật ra qua là em nó cũng sướng, thật ra giải tỏa được cái lâu lắm rồi, chưa kịp bàn. Vì bàn với lại đá bóng thật ra thì đã là cầu thủ thì ai muốn vào sân. Đấy, mà khi vào sân thì em nó có cái lòng nhiệt huyết đấy thì không nói các anh biết rồi, vì em nó vào sơ đá là nó đã cháy hết mình luôn. Cho nên là nó đá, cho nên tôi bảo con làm sao con vào sân dù dự bị hay đá chính, con vào con phải đá hết mình cho đội tuyển để được nó bố yên tâm, con bảo bố yên tâm con sẽ vào con đá hết mình thôi, mình tình mình thế. Chú dạy con là con cứ phấn đấu, tức là con phấn đấu thôi. Bây giờ cả nước nó được 20 cầu thủ rồi, cho nên là ra sân không ra sân thì con nó phải phấn đấu. Thế là chỉ bảo chỉ vâng mẹ cứ yên tâm là lúc nào con phấn đấu, lúc nào thì bảo mẹ cứ yên tâm thì con lúc nào con phấn đấu. Không biết thay đâu bảo con dai rồi. Rồi con này con lần lượn cái máy móc này chả biết ai tư vấn cho con mà. Xoa đầu mộ con tập với ông cụ rồi mẹ buồn cười lắm, cho cười mới xoa đầu. Còn mẹ ấy, mấy anh Hà Nội mà anh muốn kiểu là thay đổi tư duy một tí, mấy hôm nào con về con lại cắt đi mà tóc thôi, con lại cắt đi, con lại nhuộm lại. Thôi con ấy lại bộ tóc già lắm, trước này con để bộ tóc đen chung con ngây thơ mà trẻ chung, giờ đấy bộ tóc già và trông nó không hợp tí nào. Cứ cười thì cứ cười xoa đầu thôi, mẹ nói thì cười thôi, mà thì thế mẹ nói thôi mà xong giải thì về con cắt. Nhưng mà cháu thấy bộ tóc ấy của em trông cũng rất là hợp mốt và cũng đẹp trai nhỉ. Thế tôi bảo tôi là người bố tôi đã khen con đẹp trai, thế con gái tôi bảo chứ anh Toàn ơi, bố tôi khen anh đẹp trai đấy, tóc đen đẹp đấy, nó cười. Vì người bố là chẳng khen con mình. Con mình đẹp trai nhất nhà. Xấu là xấu rồi, khen đẹp trai thì xấu rồi. À, ngoài bóng đá thì Văn Toàn có tài lẻ vì ca hát không được. Trông nghe thì có rất nhiều ảnh trông giống như kiểu boy band ngày xưa ấy. Không biết là tài ca hát của Văn Toàn như nào? Cũng hay hát, hát cái thích cái dòng nhạc cái gì Big Bang à? Big Bang Hàn Quốc. Big Bang Hàn Quốc đấy. À, Big Bang Hàn Quốc. Thích dòng nhạc bây giờ đâu, gắn ảnh vào cái Hàn Quốc đấy. Giống không? À, cái mà đặc biệt là Toàn tắm là cũng ở nhà Big Bang luôn. À, tức là anh là fan xịn của Big Bang. À, thế nên là cái mái tóc của anh là cũng giống một anh ở trong Big Bang. Toàn thì từ bé đến từ năm bé đến bây giờ cũng thế thôi. Về đến nhà là chỉ mẹ nấu cho con. Đi ăn đêm thì mẹ nấu con mì tôm trứng hay là về gái bảo mẹ chỉ luộc trứng lộn cho con, thì mẹ thôi, không bao giờ em gái bỏ thì bỏ luộc mà mẹ làm cho con, chỉ mẹ thôi. Trứng lộn về nhà thì lộn. Chỉ trứng lộn. Thật ra là năm của Toàn ấy thì ở nhà chỉ được khoảng chưa được tháng đâu, nửa tháng thì được. Vừa Tết về là khoảng ví dụ như Tết năm rồi như 27, 28 Tết về thì mùng 4 đi. Đấy,
mà nó chỉ chưa một tháng đâu. Toàn thì thật ra của nó thì nói thì nó cũng có bạn gái rồi. À, có bạn gái rồi. Còn rồi. À. Bạn gái thì học ở Hà Nội, cháu nó quê ở Hà Lan. À. Thì hai đứa thì vẫn ấy, tôi bảo thôi thì chúng nó cứ yêu đương cho thoải mái đi. Nào ấy thì cái vật cái chuyện con này. Tôi bảo con yêu sớm làm gì, nó bố ạ, con tôi bảo chứ. Bố ạ, giờ con năm nay 23 tuổi, các cụ 23 tuổi rồi, tôi yêu thì tao bảo con là biết đi. Thế thì cười thôi, cái gì cả.